tướng Hun Sen yêu cầu truyền hình Campuchia phát sóng những trận có cả U22 Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ quan điểm rất thẳng thắn khi các trận đấu của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá SEA Games 32 không được phát sóng trên truyền hình. Trong buổi lễ khởi công cảng container ở Sihanoukville ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen bất ngờ nêu quan điểm về việc phát sóng các trận đấu tại SEA Games 32. Thủ tướng Hun Sen chia sẻ, vào hôm qua, khi ông bật TV lên và không thấy các trận bóng đá quốc tế trên sóng truyền hình, các trận U22 Thái Lan đấu U22 Singapore và U22 Việt Nam đấu U22 Lào. Sau khi liên lạc với đài truyền hình quốc gia, ông Hun Sen nhận được câu trả lời rằng TV chỉ phát sóng các trận đấu có sự góp mặt của vận động viên Campuchia. Theo Thủ tướng Hun Sen, SEA Games là ngày hội thể thao lớn của khu vực, các trận đấu của các vận động viên nước ngoài cũng cần được phát sóng để người dân thưởng thức. Trang Yap News chia sẻ thông điệp của Thủ tướng Hun Sen rằng đài truyền hình quốc gia Campuchia cần phát sóng mọi trận đấu, nếu không thì giám đốc đài bị cách chức. Đài truyền hình quốc gia hãy bắt đầu phát sóng tất cả các sự kiện thể thao ở SEA Games 32. Đất nước chúng ta coi đây là một sự kiện lễ hội cho người dân Campuchia. Là niềm tự hào của người dân. Tại sao chỉ chọn phát sóng những sự kiện chỉ có vận động viên chúng ta tham dự? Trang tin Yap News dẫn lời ông Hun Sen. Thông điệp của Thủ tướng Campuchia là các đài truyền hình phải trực tiếp mọi nội dung thi đấu ở SEA Games để tất cả biết đến giải đấu mà Campuchia đang là chủ nhà. Theo Thủ tướng Hun Sen, đài truyền hình Campuchia có đầy đủ tư liệu để phát sóng SEA Games, nên không được làm hỏng sự kiện. Ông Hun Sen cũng kêu gọi tất cả các đài truyền hình phát sóng các sự kiện thể thao khác nhau trong thời gian Campuchia đăng cai SEA Games 32. Tại SEA Games 32, Campuchia đang nỗ lực tạo ra hình ảnh đáng nhớ khi miễn phí bản quyền truyền hình để quảng bá hình ảnh đất nước. Con người Campuchia, bên cạnh miễn phí đi lại nội địa, ăn ở cho các đoàn thể thao tham dự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.